Mà cái giai điệu này nếu quý vị mà ai mà biết nhảy nha, ai biết nhảy thì xích lên trên này, sát ngay chỗ này, nhảy cho nó vừa là thứ nhất là thể dục thể thao, thứ hai là cho cái không khí mưa này nó không có bị lạnh ha. Với tiếng hát của Thu Nga, nhạc phẩm được mang tựa đề Hãy Đến Với Em, giai điệu Twist. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.